trong suốt 4 chiều nay, nhân chương bệnh viện nhà quê hương, chúng tôi đang tổ chức và giám khảo với đại biểu cùng quý khán giả thân mến. Dù với các lễ hội khác nhau, bến tre xứ dừa, quê hương đồng khởi hay ba đảo dừa xanh, thì không biết từ bao giờ hình ảnh để cây xanh trong lớp, sờ bóng những nhà dừa xanh ngốc ngàn đã trở thành biểu tượng thân quen của quê hương Bến Tre. Kính thưa quý đại biểu, xã Phú Nhuận là một trong những xã vùng ven nằm khu vực ngoại ô thành phố, được công nhận xã nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Bến Tre. Trong đó, cây dừa góp phần không nhỏ trong sự phát triển kinh tế của địa phương, làm cho đời sống người dân ổn định hơn. Đơn vị trường mẫu giáo tuổi thơ xin được giới thiệu bộ sưu tập thời trang ấn tượng được thiết kế từ nguyên liệu dừa có sẵn trong thiên nhiên gần gũi, phong phú, đa dạng và đặc trưng của Bến Tre với tên gọi Rạng Rỡ Sắc Hoa. Và ngay bây giờ xin mời quý đại biểu, quý khán giả đón nhận bộ sưu tập thời trang Rạng Rỡ Sắc Hoa được biểu diễn từ các thiếu nhi của trường mẫu giáo tuổi thơ. Cha mẹ và thầy cô, hoa hồng được làm từ nhân dừa và lá dừa tươi.